Mai Pháp Phum, trai đẹp phim Bollywood hot nhất Thái Lan, sinh ra đã ngậm thìa vàng, 30 tuổi mới nổi đình đám nhờ vai mafia phiên bản lạ. Dòng phim Bollywood Thái Lan chưa khi nào hết hot đối với khán giả nhiều năm nay, đặc biệt mỗi khi có phim mới trả lò, cộng đồng mạng lại lóc dép hống vì sự xuất hiện của các nam thần đình đám sở hữu vi sự đỉnh cao. Trong đó nam tài tử Mai Pháp Phum lại trở thành mỹ nam gây ấn tượng mạnh mẽ nhất với công chúng sau khi tham gia dự án Bollywood King Porch. Có lẽ những tín đồ của phim Thái không thể bỏ qua tác phẩm Bollywood mang tên King Porch. Điều đặc biệt trong dự án này là gắn kết phim Bollywood với bối cảnh mafia khét tiếng. Vì thế nên ngay từ đầu, tình cảm của nhân vật chính không phải là yếu tố duy nhất được khai thác trong phim. Đặc biệt góp mặt vào sự thành công của bộ phim chính là hai diễn viên chính xứ chùa vàng Mai Pháp Phum vai thiếu gia mafia King và Apple Natawin vào vai vệ sĩ Porch. Đặc biệt nam diễn viên Mai, người thủ vai thiếu gia King đang ngày càng được công chúng săn đón. Thực chất không chỉ trong phim mà ngoài đời thực Mai cũng gây ấn tượng mạnh về cuộc sống chuẩn thiếu gia nhà giàu. Nam tài tử 9X của xứ chùa vàng khiến công chúng phát sốt khi biết về gia thế. Theo đó Mai đúng chuẩn quý tử sinh ra đã ngậm thìa vàng vì gia đình anh tập trung kinh doanh đa lĩnh vực. Bố mẹ Mai đều ăn nên làm ra trong khoản kinh doanh nên khối tài sản của gia đình anh chàng không phải dạng xoàng. Điều đáng chú ý là mỹ nam phim Bollywood không hề có ý định dựa dẫm vào gia đình để có thể thành công. Dù sinh ra trong gia đình giàu nước đổ vách, có tên tuổi tại Thái Lan nhưng bản thân Mai vẫn luôn tự lực cánh sinh. Anh chàng tự lập hoàn toàn về vấn đề tài chính dù bố mẹ có hậu thuẫn rất nhiều. Anh có một cửa hàng như Tabas. Bên cạnh đó anh cũng chăm chỉ đầu tư cổ phần vào các công ty thuộc lĩnh vực khác nhau. Thực chất vị thiếu gia này không chỉ làm diễn viên mà còn cân được cả mảng âm nhạc, DJ và người mẫu. Nếu như theo dõi nam tài tử 9X này, có lẽ ai cũng sẽ nhận thấy cuộc sống sang chảnh của anh chàng. Trên mạng xã hội Mai thường xuyên cập nhật loạt ảnh chất chơi như đi xế hợp hạng sang, dùng nhiều đồ hiệu, đi tới nhiều nơi trên thế giới. Anh chàng hưởng thụ cuộc sống giàu sang đủ đầy, đúng chuẩn quý tử xứ chùa vàng. Không chỉ có gia thế khủng, Mai còn là con nhà người ta trong truyền thuyết. Anh chàng tốt nghiệp cử nhân khoa báo chí và truyền thông đại chúng, đại học Thammasat, một trong những trường đại học lâu đời nhất Thái Lan với tỷ lệ tuyển sinh vô cùng gay gắt. Chỉ những ứng viên xếp hạng trong 10 điểm quốc gia hàng đầu mới được chọn để theo học tại đây. Đại học Thammasat nằm trong khuôn viên hoàng gia, nên sinh viên tốt nghiệp có cơ hội được nhà vua dự lễ trao bằng. Nhiều người nhận xét Mai chỉ bước vào giới giải trí cho vui. Bản thân anh chàng cũng từng thừa nhận tiền chưa bao giờ là vấn đề đối với mình. Công việc diễn xuất là một trong những điều anh chàng muốn làm trước khi qua tuổi 40 mà thôi. Nhiều người hâm mộ còn phát hiện ra nam chính phim Bollywood hot nhất Tbiz đã từng tới thăm Việt Nam. Vào năm 2019, anh chàng đã đến Đà Nẵng, Hội An và đăng tải hàng loạt bức ảnh check-in tại đây. Nam tài tử luôn toát ra mùi tiền, sự giàu sang trong từng khoảnh khắc và năng lượng tích cực gửi tới fan. Nhiều người hâm mộ cho rằng nhan sắc của Mai quả thực khiến ai cũng phải u mê. Đặc biệt quý tử đình đám Thái Lan này còn gây mê bởi nụ cười tươi tắn như ánh bàn mai, dễ khiến fan đổ gục trong mỗi bức hình Mai khoe ngũ quan hài hòa, làn da trắng mịn cùng nụ cười tỏa nắng khiến fan đều đứng ngồi không yên. Vào thời điểm dự án King Porch có nguy cơ phải hủy bỏ do vấn đề của nhà sản xuất cũ, chính Mai là người đã giành lại quyền sản xuất và kêu gọi đầu tư để bộ phim tiếp tục quay. Được biết anh chàng đã bỏ ra không dưới 9 chữ số cho nhà sản xuất Beyond Cloud để hồi sinh lại dự án này. Thực chất trước bộ phim King Porch, anh chàng sinh năm 1992 Mai cũng từng góp mặt trong mảng điện ảnh. Tuy nhiên có lẽ phải kể tới sự thành công của phim Bollywood King Porch, tên tuổi của Mai mới được công chúng biết tới nhiều nhất. Anh chàng 30 tuổi dần nổi danh toàn cầu nhờ dòng phim Bollywood trở thành gương mặt gần gũi hơn với khán giả. Sự thành công của bộ phim Bollywood hot nhất Thái Lan có công lao không nhỏ của nam tài tử Mai Pháp Phum. Hy vọng trong tương lai, tên tuổi của nam diễn viên sẽ còn thăng hạng hơn nữa ở ngành giải trí. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.